lưu giữ ý nghĩa tâm linh phong thủy qua đèn thờ đồng. Nếu như thời xưa chỉ dùng đèn dầu, thì ngày nay việc dùng đèn thờ điện để thắp sáng lại vô cùng phổ biến ở mọi nhà. Việc dùng đèn thờ đồng trên bàn thờ gia tiên khiến cho không gian phòng thờ của gia đình trở nên sang trọng, đẳng cấp mà lại vô cùng đầm ấm. Theo ý nghĩa phong thủy, sử dụng đèn thờ đồng còn coi như pháp khí bảo vệ, ngăn các năng lượng xấu và xua đuổi tà ma, bùa chú, giúp cho những vong linh được thờ không bị quấy phá. Điều này sẽ làm cho gia chủ được phù trợ và lợi lạc rất nhiều. Với ý nghĩa tâm linh thì đèn thờ tượng trưng cho ngôi thái cực của Đức Chí Tôn. Vì vậy mà đèn thờ giống như cái tâm của con người, ánh sáng của chúng biểu trưng cho cái tâm của con cháu luôn sáng. Đừng quên theo dõi Bảo Khánh để biết thêm nhiều thông tin hơn nữa về các vật phẩm phong thủy.